Rồi. Chào các bác nhé, chào mừng các bác quay lại với Sinh Audio. Hôm nay em lên cho các bác một con siêu phẩm chuyên xúc kép đây. Con này nó có mã là GB-Bo nhé. Đấy, tên của nó GB-Bo. Con này nó B4000 này. Con này là 2000W một kênh nha các bác nhé. Đấy, các bác nhìn xem mạch nó rất đẹp luôn. 2 này, 4 này, 6 này, 7 này, 2, 4, 6, 7 này. Là 14 sò cộng với 14 nữa là 28, 28 cộng với 28 bên này nữa là 56 sò Toshiba nhé. Đây là sò rất là khủng khiếp luôn nhé. Đấy, sò Toshiba. Đến tụ của nó là mỗi main của nó có 9 tụ. Đây là một bo này, dưới một bo nữa là hai bo. Mỗi bo là 9 tụ. Đưa ra công suất đạt 2000W một kênh, nguồn 18 phân. Đây, các bạn nhìn xem nguồn đúng 18 phân nhé. 18 phân, chiều cao của nó đạt 11 phân. Size 3U mà. Rất chi là gấu. Chưa? Mạch miếc sạch sẽ đẹp đẽ. Như mới luôn nhá. Gần như mới nhá. Chứ không được như mới đâu. Nhưng mà trông khá sạch sẽ luôn. Đây, mặt sau của em nó đây. Mặt sau của nó thì nó có các rách New Trick Bright thôi. Nó không có cắt súp đâu ạ. Nó cắt súp, con này cắt súp trên vang. Đây là rắc New Trick nhá. Có cả rắc New Trick. Nhưng mà con này em đang đấu rắc cọc thường. Có cả rắc New Trick và cọc thường. Ok chưa? Đấy. Mạch mũi rất đẹp nhá. Hiện tại em đang đánh một cặp 40 này. Một cặp 40 DK này. Và một súp 50 sạc Vin và một súp 50 hầm. Nhưng mà chưa ăn thua gì đâu. Vánh vẫn dã man lắm. Nhìn ba các bác nhìn nhé. Đây là nút Bright này. 10 decibel, 20, 30, 40 đến limit. Nhá. 10 này, 20, 30, 40 đến limit. Kênh này sẽ đánh súp này và kênh này sẽ đánh nó full nhá. Rồi bật lên. Rồi dơ le đóng bình thường nhá. Đây là súp này. Mới được 20 decibel rồi mà rung hết nhà rồi. Quánh mầm 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 này. Rung hết nhà nhá. Sướng đúng không ạ? Con này thì rất chi là trâu bò rồi. Anh em về đánh tẹt bô rồi. Em đang đổi mạng. Full 40 mà chưa vấn đề gì. Con này vô cùng khỏe luôn, về anh em cứ quật dã man luôn nhá. Một cặp hai cặp xúc kép 50 tẹt bô, được chưa? Côn 100 đến 125 thoải mái. Rồi, cảm ơn các bác nhé.